Nga chút đòn phản đánh sập canh bạc tại Kursk, binh sĩ Ukraine vứt bỏ vũ khí tháo chạy hàng loạt. Kênh v đưa tin ngày 20 tháng 10, tại vùng Kursk thuộc lãnh thổ Nga, trong 24 giờ qua, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra trên toàn bộ chiến tuyến. Ở quận Korenevo, Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy các binh sĩ Ukraine vứt bỏ vũ khí tháo chạy hàng loạt và trên đường rút lui đã bị hỏa lực Nga tập kích dữ dội, tổn thất nặng nề. Ở quận Gluskovo, quân đội Nga đã tịch thu một xe chiến đấu bộ binh CV-90 gần khu định cư Versloy. Trước đó, trong lúc rút chạy, lực lượng Kiev đã bỏ lại chiếc xe trong tình trạng còn hoạt động tốt. Về phía quận sắt ra, các cuộc tấn công của lực lượng Kiev theo hướng Leonidovo đã bị đẩy lùi và một kho giã chiến AFU gần Krugolnoi bị phá hủy. Tại Kazakh Ierloknia, những người điều khiển UAV Nga đã tấn công một xe thiết giáp chở quân của đối phương. Thông tin về việc kiểm soát hoàn toàn Brekhovo cũng chưa được xác nhận. Kênh Volkori cũng đưa tin, giao tranh trên mặt trận Kursk không hề lắng xuống, lực lượng Kiev chủ yếu ở thế phòng thủ, còn quân đội Nga đang xông vào các vị trí của đối phương. Quân đội Nga, với sự hỗ trợ của trực thăng và pháo binh, đã đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương trong khu định cư Leonidova. Lực lượng Matkova cũng tấn công vào khu vực Malaya Loknia và Brekhovo, dần dần tạo sức ép nghẹt thở lên đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc cụm tác chiến phía Bắc của Nga đã tiêu diệt các đội hình của lữ đoàn cơ giới số 22, 47 và 115, lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95, lữ đoàn tấn công đường không số 36, lữ đoàn tấn công đường không số 103 và lữ đoàn tấn công đường không số 103, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Kolmakov, Kruglenkoi, Nizhny Klin, Nikonsky, Noviput, Ologovka, Brekhovo, Cherkasskaya Konopenka và Cherkasskoy Poreknoy. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kursk trong ngày qua lên tới hơn 270 quân nhân. Ngoài ra, 9 xe bọc thép bị phá hủy, bao gồm 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 khẩu pháo và 3 xe ô tô. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến sự, Kiev đã mất hơn 24.700 chiếc, 167 xe tăng, 82 xe chiến đấu bộ binh, 102 xe bọc thép chở quân, 957 xe chiến đấu bọc thép, 654 xe ô tô, 204 khẩu pháo, 38 bệ phóng tên lửa đa nòng. Trong một diễn biến khác liên quan, không quân Ukraine cho biết tối ngày 19 tháng 10, hàng loạt UAV tấn công của đối phương di chuyển từ nhiều hướng khác nhau. Vào lúc 21 giờ 17 phút, báo động không kích đã được ban bố ở Odessa và Nikolaev. Từ 21 giờ 43 phút đến 23 giờ 54 phút, UAV Nga được ghi nhận ở Donetsk, Nepropetrovsk. Odessa, Nikolaev, Dnipro, Zaporizhia, Sumy, Chernihiv, Vinnytsia, Kirovograd, Poltava, Cherkasy, Kiev, Khmelnytsky. Không quân Ukraine liên tục cập nhật đường bay của UAV đối phương ở nhiều nơi. Đến 3 giờ 45 phút ngày 20 tháng 10, hầu khắp lãnh thổ Ukraine vẫn còn đang nằm trong mối đe dọa. Tổng thống Zelensky tiết lộ ba kịch bản xung đột Ukraine sau bầu cử Mỹ. Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ ba kịch bản xung đột Ukraine sau bầu cử Tổng thống Mỹ, trong đó có kế hoạch viện trợ của phương Tây cho Kiev. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Financial Times, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố có ba kịch bản có thể xảy ra cho cuộc xung đột ở Ukraine sau cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc bầu cử có thể ảnh hưởng đến sự hỗ trợ dành cho Ukraine từ các đồng minh phương Tây. Theo ông Zelensky, kịch bản đầu tiên là duy trì sự ủng hộ hiện tại, nhưng có cảnh báo và sự thận trọng từ một số đối tác do lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn và leo thang. Tổng thống Zelensky lưu ý rằng những đồng minh như vậy có thể tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng sẽ hạn chế một số hành động của họ vì sợ làm trầm trọng thêm xung đột. Đối với hai kịch bản còn lại, Tổng thống Zelensky không nêu rõ trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, các kênh truyền thông Ukraine, đặc biệt là cổng thông tin Stana, gợi ý rằng các kịch bản này có thể bao gồm việc giảm viện trợ cho Ukraine hoặc hối thúc Kiev tham gia các cuộc đàm phán hòa bình và đóng băng xung đột. Theo các nhà phân tích, lựa chọn thứ ba là tăng mạnh viện trợ quân sự cho Kiev, bao gồm thông qua kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky, trong đó đưa ra các hành động tích cực hơn để giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn tiếp tục trông cậy vào phương Tây nhưng tình hình chính trị ở Mỹ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ và khối lượng viện trợ quân sự được chuyển giao cho Kiev. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, từng nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông cho biết sẽ buộc Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump không ít lần chỉ trích việc Mỹ tiếp tục đổ hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông phát tín hiệu sẽ cắt viện trợ cho Kiev nếu tái đắc cử. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Ukraine và Nga. Tổng thống Zelensky nêu điều kiện đàm phán với Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng Ukraine nên đàm phán hòa bình với Nga từ một vị thế mạnh hơn, tốt nhất là bằng vũ khí hạng nặng và lời mời gia nhập NATO. Chúng tôi yêu cầu các đối tác rằng, quý vị có muốn chúng tôi đối thoại với Nga không? Hãy làm cho chúng tôi mạnh mẽ hơn, để chúng tôi có thể ngang bằng họ, thay vì chỉ đứng bên lề. Hãy cho chúng tôi lời mời gia nhập NATO, cung cấp cho chúng tôi vũ khí. Ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, mục đích của kế hoạch chiến thắng do ông đưa ra là chứng minh với Nga rằng Ukraine vẫn nhận được vũ khí mạnh mẽ từ phương Tây và sẵn sàng sử dụng chúng nếu Nga không chấm dứt chiến tranh. Trong kế hoạch 5 điểm mà ông Zelensky trình bày, ông kêu gọi các nước phương tây nên mời ukraine gia nhập nato ngay lập tức để chứng minh ý định rõ ràng là đưa ukraine vào hệ thống an ninh phương tây tuy nhiên nato trước đó nói rằng ukraine sẽ khó có thể gia nhập liên minh khi xung đột vẫn còn đang diễn ra cách nga đánh lừa uav ukraine trên tiền tuyến telegraph đưa tin quân đội nga đã và đang sử dụng binh sĩ hình nộm để đánh lừa uav góc nhìn thứ nhất của ukraine những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hình nộm mặc quân phục Nga đứng dựa vào lốp xe trong khu rừng, với một hình nộm trông như đang điều chỉnh bệ phóng dốc kết. Kajin, một chuyên gia về Nga tại tổ chức nghiên cứu Chatham House, anh cho biết hình nộm này phù hợp với xu hướng chiến sự đang ngày càng mang tính cá nhân hóa hơn, tức là UAV sẽ được dùng để săn lùng từng binh sĩ dưới mặt đất. Dù chiến sự Nga Ukraine đã trở thành bãi thử cho các công nghệ quân sự tiên tiến nhưng các biện pháp đánh lửa vẫn được xem là công cụ hiệu quả khiến đối phương tốn kém vũ khí, khí tải. Trong một cuộc chiến tiêu hao, bên nào có thể duy trì lợi thế về tiềm lực quân sự sẽ là bên chiếm được ưu thế. Các bên trước đó đã tích cực sử dụng vũ khí mồi nhử để đánh lửa đối phương, thường tập trung vào các thiết bị lớn như xe tăng và máy bay. Với ứng dụng của công nghệ hiện đại, mồi nhử ngày càng được chế tạo tinh vi hơn, có khả năng đánh lửa đối phương một số vũ khí mồi nhử thậm chí còn được gắn thiết bị phát tín hiệu radar. Mồi nhử giờ đây phải trông thực sự giống thật để đối thủ phải tốn vũ khí tấn công, ông Jin cho biết. Trước đó, Ukraine cũng từng dùng hình nộm đóng giả binh sĩ để đánh lừa Nga ở Kherson. Hai bên cũng tích cực sử dụng vũ khí mồi nhử như hệ thống pháo, xe tăng, hệ thống phòng không để đánh lạc hướng đối phương. Đôi khi mồi nhử cũng có tác dụng khiến đối thủ bị lầm lẫn, đoán sai chiến thuật. Ví dụ, Việc triển khai vũ khí giả ở một hướng có thể làm đối phương bị lừa rằng sẽ có mũi tấn công ở đó. Ian Garner, một nhà sử học, cho biết bất kỳ quân đội nào không sử dụng chiến thuật giá rẻ, hiệu quả này sẽ đều kém sáng suốt. Những mồi nhử như thế này thực sự hiệu quả với cuộc chiến cực kỳ tốn kém và cả hai bên đều phải đối mặt với các cuộc tấn công của máy bay không người lái. Thật rẻ khi mua manơ canh và thiết bị giả để thu hút hỏa lực và ngăn binh sĩ của bạn bị tấn công.